Em muốn cắt cái kiểu laser ấy. Kiểu gì cơ? Kiểu hot hot laser ấy anh. Không biết à? Kiểu laser là kiểu gì? Anh nhớ là kiểu layer chứ, đúng À không? đấy đấy đấy, kiểu đấy đấy. Ừ đúng Em thật, không biết cái có kiểu hợp laser không. thì anh không biết thật. Nhưng mà theo anh nghĩ là tóc này của em không phù hợp để cắt lại lại à, quên, layer. Thứ nhất là tóc em nó khá là dài mà nó lại còn bị mỏng nữa. Thì cắt layer lên như thế thì nó sẽ bị giảm trọng lượng tóc đi rất là nhiều. Thế nên là càng cắt nó sẽ càng mỏng. Thế bây giờ anh thiết kế cho em kiểu gì mà vẫn cắt layer nhưng mà tóc vẫn dài đi? Thì theo anh nghĩ là nếu mà vẫn muốn giữ độ dài mà vẫn muốn cắt những cái kiểu layer ấy thì chỉ còn một phương án cuối, đấy là nối tóc. Wow, thế thế anh tư vấn cho em. Đây thì hiện tại bên anh đang có hai cái hình thức nối đang khá là hot. Những cái năm 2023 ấy, thì cái tóc lông vũ này nó rất là thịnh, nhưng mà bây giờ là năm 2024 rồi thì cái lông vũ đã nâng cấp lên một cái phiên bản cao cấp hơn, thì nó gọi là tóc 9D. Về tất cả mọi thứ nó đều giống nhau, không có gì khác nhau cả, nhưng mà cái tóc lông vũ ở đây nó sẽ bị một cái nhược điểm nhỏ là cái phần chân tóc con hay bị xòe ra như thế này, nên là nó đã thay đổi và nâng cấp lên một cái phiên bản cao cấp hơn thì nó không bị xòe cái phần chân tóc con này ra nữa. À, thế thế anh nối cho em tóc 9D với cả cắt kiểu laser cho em. Kiểu layer layer Lay 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 à, rồi rồi ơi. xin